Xin chào các bạn, bây giờ mình đi qua bước tiếp theo là bước thứ 7. Nhiệm vụ của bước thứ 7 của mình sẽ là đi cắt block, delete block và bên cạnh đó mình sẽ đi associate những cái quảng bao quanh hook quay trở lại với ICM. Các bạn bỏ tích vào vô địch cho mình, thay vào đó các bạn tích vào phôi cho mình. Bây giờ nhiệm vụ của mình là sẽ đi cắt một cắt block thông qua một điểm. Nhớ đó các bạn vào tab blocking, chọn slip lock, chọn vào nút đầu tiên slip lock, mình cắt nút đi qua một điểm, mình cắt block đi qua một điểm, cái đó mình chọn slip method là rewrite point. Bây giờ mình sẽ chọn điểm thứ 16 và mình sẽ cắt tại điểm 16, point thứ 16. Các bạn zoom lấy cái hình này lên cho mình chỗ chỗ này. Đây các bạn thấy cái point số 16 rồi đúng không các bạn? Các bạn chọn cho mình nút chuột trái vào nút này, chuột trái vào point 16, chuột trái vào cạnh select edge. Các bạn chọn bất cứ cạnh nào mà có hướng song song với lại hướng OZ. Cái đó mình chọn cạnh màu đen này, nhấn nút apply. Tương tự như vậy các bạn sẽ chọn point 8, chọn cạnh thì cạnh nào không song với OZ thì mình chọn. OZ của mình sẽ là cạnh màu này nè ha. Nhấn nút apply cho mình. Đây, như vậy mình vừa tạo ra một cái mặt cắt, tạo ra hai cái mặt cắt vào đó các bạn. Bây giờ bước tiếp theo là mình sẽ đi làm việc với cái hook point. Thì đó các bạn sử dụng index control, ta vào tab blocking, nhằm vào thanh blocking, chuột phải chọn index control. Các bạn chọn vui lòng chọn cho mình như sau: y đi từ 0 đến 1, j đi từ 1 đến 1, o3 là đi từ 0 đến 0, k là đi từ 2 đến 3, o3 đi từ 0 đến 0, o4 cũng đi từ 0 đến 0, o5 đi từ 0 đến 1, O6 từ 0 đến 1, O8 mới từ 0 đến 1, O9 từ 0 đến 1. Rồi xong. Sau đó các bạn chọn cho mình vào các bạn chọn cho mình vào point 15. Đây, mình chưa thấy point 15 đâu hết. Thì đó mình phải zoom cái hình, mình quay cái hình lại, mình zoom cái hình lên. Các bạn chọn chuột trái vào cái lúp này, nhấn chuột trái vào quét vào quét vào cái vùng mình muốn zoom lên. Mình chọn point 15. Cạnh thì mình sẽ chọn cạnh này nha các bạn. Nhấn nút apply. Tiếp theo mình sẽ chọn point 16. Cạnh mình sẽ chọn cạnh này. Apply. Tiếp theo sau đó các bạn vào block cho mình, tích vào block ở đây, chuột phải vào chọn chuột phải vào block, tích vào cho mình solid. Tiếp theo các bạn sửa index control tí xíu cho mình, y đi từ 0 đến 2, j đi từ 1 đến 1, k đi từ 2 đến 3, 0,3 đi từ 0 đến 0, 0,4 đi từ 0 đến 0 và 0,5 đi từ 0 đến 2. Các bạn vào tab blocking, các bạn chọn cho mình vào delete block, các bạn chọn cho mình vào nút này, chọn chuột trái, các bạn chọn cho mình hai lock nằm ở giữa là lock này và lock này bằng chuột trái, một lần chuột giữa. Các bạn nhấn cho mình nút apply bằng chuột trái. Như vậy mình vừa delete hai lock nằm giữa này rồi. Các bạn bỏ tích vào lock cho mình. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của mình là sẽ đi associate những cái cạnh nằm trên hook. Thì những cái cạnh nằm chính thức của mình sẽ là những cạnh 36, 28 và 31, 34. Các bạn vui lòng bỏ tích cho mình cái point này nha các bạn. Thay vào đó các bạn chuột phải vào curve, các bạn chọn chuột trái vào solve curve name. Đây thì các bạn có thể thấy cái hook của mình có những cạnh như là 36, 28 và 31, 34. Bây giờ mình sẽ đi associate cạnh 36 trước.
Các bạn vào tab Blocking, các bạn chọn Associate, chọn Associate each to curve. Thì để mình coi á, là curve 36 ứng với cái each nào. Thì các bạn vui lòng bỏ tích lên tích xuống nhiều lần ở chỗ này nè. Thì mình đã thấy được đó là cái curve 36 này nào của mình nó vô tình trùng với lại cái curve một cái y sau đó in block. Nếu mình chọn như sau, chọn vào cái click này nè, đây chọn đúng luôn, chọn dục giữa, đây là save, chọn curve 36, nhấn nút apply. Tương tự như vậy mình sẽ đi associate cái curve 28 này của mình. Rồi 28 ha. Có thấy qua phải không các bạn? Đây. Mình thấy hình dung là cái hình này nè. Thì hồi nãy mình đã associate sai rồi ha các bạn, thì mình bỏ undo lại. Bây giờ mình associate lại cái curve này của mình hiện lên. À đúng rồi chứ đâu có sai. Chọn cạnh này, chọn cạnh curve, mình chọn curve 20, chọn curve 36, nó apply. Tương tự như vậy thì mình sẽ thấy là cái curve 28 này của mình đã trùng với một cái inch nào đó. Vì đó mình chọn giống như cách hồi nãy, chọn một cạnh này, một cạnh này, nhấn nút apply. Tương tự như vậy mình sẽ đi associate mấy cạnh ở trong này ha. Mỗi curve đi mình sẽ biết nó trùng với cái nào. Đây như vậy là cái curve màu cam cam này của mình nó sẽ trùng với cái đường thẳng này ha. Đây đúng luôn. Dục giữa. Curve 31. Nhấn apply. Mình có thể thấy được là cái curve 34 này mình cũng làm cũng khá dễ dàng ha. Vào cái này đúng luôn, từ đây cái này là đúng rồi nè. Dục giữa, nhấn apply. Như vậy mình vừa tạo ra, như vậy mình vừa associate 4 cái hub thành công rồi. Các bạn bỏ curve đi nè, các bạn thấy mình associate 4 cái cạnh trên hub thành công rồi ha các bạn. Bây giờ tiếp theo là mình xin associate những cái cạnh mà chính cái cell. Bỏ một curve đi. Các bạn tích vào cho mình vào chuột trái vào nút chuột trái vào cạnh này. Mình đi associate cái curve 7 các bạn. Apply. Tương tự như vậy mình đi associate cái cạnh màu hồng hồng này nè. Thì cạnh màu hồng hồng của mình cũng tương thích với lại cái y một cái y sau đó luôn. Nó mình chỉ việc chọn một cạnh màu hồng thôi.
Chọn cả màu hồng, nhấn apply. Bây giờ mình đi associate mấy cái cạnh màu xanh dương với lại cạnh màu tím này ha. Các bạn nhấn nút reset cho mình ở đây, và các bạn nhấn chọn cho mình đây là 2 đến 3 nha, 2 đến 3. Bây giờ mình đi associate cái cạnh màu xanh dương ha, thì đã có cái cạnh màu xanh dương ứng với cái curl màu xanh dương ứng với cạnh nào trong cái block của mình, thì mình cũng tiếp tục bỏ tiếp curl lần lượt, bỏ tiếp curl thì mình thấy là nó đã trùng sẵn với một cái cạnh rồi. Giờ mình đi chọn cái này ha, chọn cái cạnh này đúng luôn, chọn cạnh này, nhấn một lần chuột giữa, chọn cạnh này một lần chuột giữa. Tương tự như vậy mình đi làm cái cạnh màu tím này. Nhấn nó apply. Như vậy mình vừa associate những cái y với những cái những cái y trên cái cell. Tiếp tục mình xin associate những cái nút ha. Những cái nút ở đỉnh như thế này, nút này, nút này, nút này, nút này, nút này, nút này, lúc này và lúc này, mình reset lại. Bây giờ mình đi associate với the start point nha, chọn trục trái vào lúc này, chọn trục trái vào point, làm từng lượt cho mình ở những điểm như thế này. À, mình phải tích vào point mới chọn được điểm nha các bạn. À, nhầm. Như vậy mình vừa associate form 8 điểm của mình thành công rồi nha các bạn. Bây giờ mình đi qua một cái bước đó là snap process ha. Các bạn nhấn chuột trái vào nút này, snap process for this. Các bạn nhấn vào chọn vào on visible, các bạn nhấn vào nút apply vào chuột trái. Bây giờ mình đi qua bước tiếp theo.